Xin chào mừng các bác và các bạn quay trở lại với chương trình Nông dân Bình Tam Quốc của tôi nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về lòng trung nghĩa của Tào Tháo và Lưu Bị. Thì trước nay ấy, chúng ta nói về Tào Tháo và Lưu Bị giống như là nói về mặt trăng và mặt trời, nói về gọi là trung thần và gian hùng, nói về nóng và lạnh, có nghĩa là hai cái thái cực nó hoàn toàn đối ngược nhau. Trong đó Lưu Bị thì đại diện cho cái tốt, còn Tào Tháo thì đại diện cho cái xấu. Lưu Bị đại diện cho cái ngay, còn Tào Tháo thì đại diện cho cái gian. Nhưng thực tế thì có phải vậy không? Nhìn một cách tổng thể mà nói thì Tào Tháo trung nghĩa hơn Lưu Bị. Thì chúng ta sẽ cùng xem xét tại sao tôi nói như vậy. Thì thuở trẻ đấy, làm quan đấy, thì cả Lưu Bị và Tào Tháo đều làm quan rất là giỏi và thanh liêm. Đấy, Tào Tháo mà khi còn giữ thành ở Lạc Dương ấy, thì ông đã ra hình cả những cái nhân vật gọi là hoàng thân quốc thích. Trong đó có một tên là Kiển Thúc, chú ruột của Kiển Thạc, tức là tổng chỉ huy cấm quân mà bảo vệ cái nơi ở của vua đấy. Một nhân vật có lẽ là quyền hành bậc nhất trong cái thành Lạc Dương. Còn Lưu Bị đấy thì cũng nổi tiếng với việc mà đánh một tên gọi là Cường Hào, giống như một thằng quan nhỏ thôi, là thằng Đốc Bưu đúng không. Nhưng mà Tào Tháo ra hình Kiển Thúc đấy vì là chấp pháp, vì là kia là một cái tên tội phạm. Còn đấy, Lưu Bị đánh Đốc Bưu vì là nó bị nó xúc phạm đấy. Chúng ta nhớ cái cảnh mà Trương Phi mà trói vào xong là lấy cái cành dâu của quất đấy, thì đấy là cái việc làm quan của Tào Tháo và Lưu Bị. Tào Tháo ấy không chỉ là ở Lạc Dương, mà khi ông được làm tướng quốc của nước, của một cái nước nhỏ, một cái tiểu quốc gọi là nước Tế Lam, tức là một cái đất phong của con cháu nhà Hán, thì tại đó đấy ông cũng đấu tranh với Cường Hào ác má và ông phá đi rất nhiều những cơ sở làm ăn của cái bọn quan lại cũng như bọn Cường Hào địa phương. Bởi vì chúng dựa vào cái thế của cái đám thập thường thị đấy, cho nên chúng lập lên rất nhiều các cái cơ sở làm ăn theo kiểu là gọi là lợi dụng cái sự tín ngưỡng của người dân ấy. Cho nên Tào Tháo đã phá bỏ rất nhiều các cái cơ sở đó mà đụng chạm rất nhiều đến quyền lợi của các cái phe cánh thù địch để bảo vệ cái cuộc sống cũng như đời sống của người dân. Như vậy là khi mà làm quan ấy thì Tào Tháo là quan to hơn và cũng thanh liêm hơn so với Lưu Bị đúng không. Thế còn khi mà đánh giặc cứu nước ấy, khi cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng nổ ra đấy, thì Lưu Bị và Tào Tháo đều tham gia vào cái cuộc mà đánh giặc Khăn Vàng này. Thì Lưu Bị cũng lập được công lao và được phong làm huyện lệnh, nhưng mà Tào Tháo ấy, thì đến hai lần tham gia vào cái việc mà chinh chiến này. Lần đầu tiên ấy, thì ông dẫn kỵ binh mà đột phá mà giải vây cho quân triều đình. Lần thứ hai đấy là ông mang cái lực lượng gần như là của riêng mình, của riêng nhà mình đi để mà tiêu diệt cái tàn dư của cái đảng Khăn Vàng này. Gọi là tàn dư thôi nhưng mà nó còn đến 30 vạn quân, rất là mạnh đúng không. Một cái sự việc nữa thể hiện cái lòng trung nghĩa tuyệt vời của Tào Tháo đối với nhà Hán, đó là khi mà Đổng Trác ấy, nó đã độc chiếm thành Trường An rồi đúng không, nó đã khống chế thiên tử, chèn ép gọi là quần thần và gian dâm cung nữ các kiểu, nó biến cái thành Trường An thành cái vườn nhà nó đấy. Thì lúc đấy Lưu Bị thì không biết ở đâu cả, chỉ có thấy mỗi Tào Tháo đã tham gia vào một cái liên minh chống Đổng Trác cực kỳ tích cực. Và rất nhiều cái chuyện kể lại về cái thành tích của Tào Tháo đã một mình một đao đi ám sát Đổng Trác. Thì cái chuyện này đấy thì trong Tam Quốc thì ghi rất là kỹ. Thế còn trong sử thì người ta không bài bác mà người ta cũng không ghi lại. Thì những điều đó chứng tỏ là gì? Tào Tháo đã tham gia cực kỳ tích cực vào cái việc mà chống lại Đổng Trác, thậm chí là giết chết Đổng Trác khi mà nó còn đang lộng hành ở thành Lạc Dương. Tào Tháo còn thêm hai lần nữa liều chết để cứu vua Hiến Đế. Khi mà Đổng Trác ấy nó bắt vua Hán Hiến Đế nó mang từ Lạc Dương về thành Trường An ấy, thì Tào Tháo đã hai lần dùng kỵ binh truy kích để cứu lại vua và hai lần chết hụt. Lần đầu tiên ấy thì ông yêu cầu Viên Thiệu là mang kỵ binh đi để đánh để cứu vua, nhưng mà Viên Thiệu mặc dù lực lượng cực kỳ mạnh nhưng đã không làm cái việc đó mà chỉ cấp cho Tào Tháo có 3.000 quân thôi. Tào Tháo mang 3.000 quân truy kích và bị quân cản hậu của Đổng Trác nó đánh cho tơi bời, chết quá một nửa. Tiếp theo đó ông đã quay trở về cái đại hội liên minh, lúc này đã thành lập một cái liên minh chống Đổng Trác ấy. Ông yêu cầu Viên Thiệu là Minh Chủ là xuất kỵ binh đi để cứu vua, nhưng một lần nữa ông bị từ chối, và lần này đấy thì ông còn không được cho một tên quân nào. Tào Tháo tức giận bỏ đi và chiêu mộ được 4.000 kỵ binh. Ông lại tiếp tục mang 4.000 kỵ binh này tức tốc đi cứu vua, và lần này đấy ông còn bị đích thân Lã Bố mai phục và coi như là chết hụt thêm một lần nữa. Lần trước ấy thì chết mất một nửa quân thôi, lần này thì 4.000 quân mang đi thì chỉ còn có 500 người. Như vậy là thêm hai lần chết hụt vì cứu vua nữa đúng không. Còn trong cái việc mà vua bị thằng Đổng Trác nó bắt nó lôi từ Lạc Dương về Trường An này thì chả đến Lưu Bị ở đâu cả, và Lưu Bị không có một hành động nào để mà cứu vua cả. Như vậy là tổng kết lại là Tào Tháo có đến 5 lần
năm bảy lần liều chết vì triều đình nhà Thục Hán rồi, và riêng vì cái vua Hán Hiến Đế này là ít nhất là 2 lần dùng kỵ binh mang đi và chết hụt 2 lần. Một cái cơ hội để cho Lưu Bị thể hiện được cái lòng trung nghĩa hơn Tào Tháo là gì? Là khi mà ông ta đã là chúa của cái đất Thục rồi, mà trong cái tình thế có khả năng làm được cái việc gọi là như ông ta vẫn rêu rao ấy, là phục hưng nhà Hán thất ấy, thì ông ta không làm. Đấy, là Lưu Bị chuẩn bị 70 vạn đại quân chuẩn bị đi đánh ông Ngô, và Triệu Tử Long đã can rằng hãy mang quân đi đánh Tào Ngụy đi, bởi vì lúc đó Tào Tháo vừa chết, nhưng mà con Tào Tháo là Tào Phi vừa mới phế ngôi vua nhà Hán, đúng không? Một cái tội như thế, một cái tiếng như thế, một cái cơ hội như thế, tại sao Lưu Bị lại không mang quân đi đánh nhà Ngụy? Bởi vì là đánh nhà Ngụy thì cái chính nguyện của anh ta là gì? Khôi phục Hán thất là một, cái thứ hai là gì? Nó vừa mới cướp ngôi vua xong đấy, mà ông thù ghét nhất là thằng nào cướp ngôi vua, mà ông là một cái người mà đại diện cho lòng trung nghĩa mà, đúng không? Thế tại sao ông không đi đánh gọi là cái giặc của nhà Hán đi? Cái thù nước ông không làm, mà ông đi trả thù cá nhân, đúng không? Ông đi ông đánh trả thù cho một hai cái ông em bị Đông Ngô nó giết, như vậy đấy là cái thù cá nhân, đúng không? Đây là cái cơ hội để ông thể hiện cái lòng trung nghĩa thì ông lại không làm. Đó, thì từ đó mà chúng ta cho thấy là nếu mà xét về lòng trung nghĩa đấy thì Tào Tháo trung nghĩa Lưu Bị nhiều, chứ không phải là Lưu Bị là trung nghĩa đâu. Lưu Bị chỉ mượn cái tiếng hậu duệ Hán thất, mượn cái tiếng trung nghĩa để làm việc cá nhân của ông ta thôi. Ngay cả đến một cái việc mà chọn lựa giữa việc là gì, đánh cái thằng nó vừa mới cướp ngôi vua và cái thằng giết em mình thì sẵn sàng vác 70 vạn đại quân đi dã cái thằng giết em, chứ còn cướp ngôi vua kệ nó. Đấy, cho nên chúng ta nhìn lịch sử nhiều khi ấy, chúng ta hay bị những cái cảm tính, chẳng như cái bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung đấy, thì rất nhiều nhà sử học người ta kêu ca rằng ở trong đó này bốc thơm anh em Lưu Bị quá, đặc biệt là nhân vật Lưu Bị được bốc thơm nhiều quá nhá, chứ còn Tào Tháo thì bị dìm hàng rất là nhiều. Trong khi đó ấy, sử sách thực sự được ghi lại thì người ta đánh giá rất cao Tào Tháo, người ta gọi là Tào Công chứ không phải là Tào Tháo hoặc là Tào A-man gì cả. Thì như vậy thì đây cũng chỉ là một cái tổng hợp của riêng tôi thôi, nhưng mà cũng có thể thấy một cái điều thú vị rằng nếu mà Lưu Bị mà trung nghĩa đến như vậy, mà quyết tâm phục hưng Hán thất đến như vậy nữa, sao lại đi đánh báo thù cho hai thằng em chứ lại bỏ quên cái thằng giặc nước kia đã nào? Đáng nghĩa phải vì nước trước ấy, vì gọi là anh em sau chứ, đúng không? Nhưng mà sẵn sàng vác 70 vạn đại quân đi đánh Tôn Quyền để báo thù cho hai em, chứ còn thằng nó vừa mới cướp ngôi vua, vừa mới xoắn ngôi vua thì không quan tâm đến. Như vậy lòng trung nghĩa của Lưu Bị cũng có mức độ thôi nhỉ. Thưa các bác và các bạn, cổ nhân nói rằng tận tín thư thì bất như vô thư. Những cái thông tin lịch sử nó trải qua rất nhiều thăng trầm, rất nhiều thế cuộc, rất nhiều giai đoạn lịch sử và rất nhiều triều đại, thì mỗi một triều đại lại có sự ghi chép khác nhau đi. Cái mà chúng ta nhận được cuối cùng ấy, đó là một cái sự giao thoa, một cái sự tổng hợp, một cái sự pha trộn của tất cả ngàn ấy thứ, trải qua hàng ngàn năm thăng trầm, với những yêu, những ghét, với những thay đổi, với những chỉnh sửa khác nhau, thì cái cuối cùng chúng ta nhận được thì nó không bao giờ hoàn toàn là sự thực. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi ạ.